Đối với thế gian không tranh, đối với người không cầu. Tuy cuộc sống vật chất của họ hơi thanh bần một chút, nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú. Trong cuộc sống họ đọc sách, họ thích đọc, làm việc mà họ thích làm. Những bậc cao nhân này đa phần đều sống cuộc sống trong trọt ngày xưa. Gọi là canh nông gia truyền. Bản thân trồng vài mẫu ruộng, thu hoạch một ít lương thực, duy trì cuộc sống vật chất của mình. Ở trong am tranh, đúng là ưu nhàn tự tại. Tuyệt đối không phải người thời nay có thể tưởng tượng được. Họ luôn sống an nhàn thoải mái, có thời gian du sơn ngoạn thủy. Đâu như người bây giờ. Nói thật, người bây giờ chúng ta quan sát tường tận giống như cái máy vậy, không phải con người. Bận rộn từ sáng đến tối, không có chút nhàn hạ nào. Tuy đời sống vật chất rất đầy đủ, nhưng nói thật khổ không tả xiết. Áp lực tinh thần của họ quá nặng, gánh giá quá nặng. Vì sao vậy? Vì nhu cầu cuộc sống của họ đều là vay mượn mà có. Mua nhà là vay mượn tiền ngân hàng, mua xe cũng vay tiền ngân hàng, thậm chí mua rau trên đường cũng dùng tiền thẻ tín dụng, thẻ tín dụng ngân hàng trả tiền. Từ lúc sanh cho đến lúc chết là ngày tháng vay mượn. Quý vị nói áp lực cuộc sống của họ trầm trọng biết bao. Hành vi cả một đời, vì sao sống ở thế gian? Vì trả nợ. Vì sao vậy? Ngày ngày làm việc vất vả, trả nợ cho ngân hàng, trả nợ công ty bảo hiểm, trả rất nhiều nợ. Họ sống ở thế gian này để làm gì? Đến thế gian để trả nợ. Quý vị nói cuộc sống như vậy khổ biết bao. Chúng ta không cần ngưỡng mộ người ở trong hoa viên nhà kiểu Tây. Ra khỏi cửa ngồi xe cao cấp, chúng ta vừa nhìn thấy cũng biết trả nợ để sống qua ngày. Ngày nay gọi là kinh tế bọt nước. Làm gì có người ẩn cư sơn lâm, sống cuộc đời thiết thực. Thân tâm thoải mái, nhẹ nhàng. Cuộc sống như thế mới gọi là cuộc sống của con người. Sống cuộc sống của con người đúng là hạnh phúc mỹ mãn. Hiện nay hạnh phúc mỹ mãn này thế gian không tìm thấy, hữu danh vô thực. Chúng ta sống trong xã hội này, sống trong xã hội này, đối với tình trạng xã hội, chân tướng xã hội phải rõ ràng minh bạch. Tuy ở trong đô thị này chúng ta chung sống với người thời đại này, người thành phố này,
Ở trong đại chúng, chúng ta có thể sống đời ẩn cư. Vậy là tránh sự náo nhiệt. Đây là lời của cổ nhân. Ẩn cư trong đô thị phồn hoa, sống cuộc sống tự tại, đối với đời không cầu, đối với người không tranh, sống cuộc đời vô tranh vô cầu, tự tại an lạc. Suốt đời đọc sách mình thích đọc, làm việc mình thích làm. Cuộc sống này mới thật sự tự tại, thật sự hạnh phúc, thật sự mỹ mãn.